thì đều dựa trên mục tiêu level fitness. Và một cái câu mà mình phải luôn nhớ trong đầu đó là một cái chương trình tập luyện đó, nó phải đáp ứng được an toàn và hiệu quả ha, hai cái đó đầu tiên. Không cần biết nó là chương trình tăng cơ giảm mỡ hay là chương trình tập full body hay là cơ bắp hay là cho vận động viên, thì nó phải đảm bảo yếu tố an toàn và hiệu quả. Rồi, vậy giới thiệu về chương trình tập luyện như thế nào? Hầu hết cái chương trình tập luyện này thời gian đầu á, họ sẽ rút kinh nghiệm từ việc tập luyện của bên thể hình, bên powerlifting hoặc là Olympic weightlifting. Thì những cái cấu trúc, những cái chương trình tập này á, nó sẽ có những thông số phổ biến mà chúng ta, nó gọi là biến số á, mà nó sẽ ảnh hưởng đến chương trình tập là số rep, số set, tempo, thời gian nghỉ và intent. Những cái đó người ta có thể gọi là, ngoài cái intent á, thì những cái yếu tố đó trước đó người ta có thể gộp chung gọi là volume ha. Thì đối với cái kiểu mà lên chương trình trước đây á, theo kiểu bodybuilding, như chúng ta cũng có thể thấy là mấy bạn sẽ vào nghề PT bằng cách tập thể hình hoặc là tập một môn thể thao gì đó, xong rồi đi thi đấu, xong rồi mấy bạn lấy kinh nghiệm đó đi ngược lại đi dạy. Thì nó cũng có thể áp dụng được trong một số trường hợp. Thì ở đây người ta cũng có nói là không thể phủ nhận được cái tầm quan trọng của cái kinh nghiệm giảng dạy, cái kinh nghiệm tập luyện trong việc giảng dạy. Nhưng mà nó chỉ có thể đúng trong một số trường hợp, tại vì cơ thể chúng ta đều khác nhau nên thích ứng cũng khác nhau, nên đôi khi mình tập nó hiệu quả nhưng người khác tập lại không hiệu quả. Thì phải có những cái, có thể nó quá nhẹ hoặc quá nặng đối với người khác, nên mỗi một cá nhân phải có một cái chương trình hoàn toàn khác nhau. Như ở đây mình có tô đậm cái chỗ này, yêu cầu chúng ta phải thiết kế một chương trình an toàn hiệu quả. Nhớ nằm lòng cái chữ này, an toàn hiệu quả. Rồi rồi bên cạnh cái kinh nghiệm đó thì chúng ta còn phải học về học về cách giao tiếp khách hàng, rồi các kỹ năng mềm này nọ, để có đôi khi còn phải hiểu biết về một số về tâm lý để hướng dẫn khách hàng cho dễ hơn. Rồi thì khi lên một chương trình đó, mình sẽ có một số câu hỏi mình nên đặt ra trong đầu mình để mình thiết kế một chương trình cho phù hợp. Ở đây người ta nói xuống nè, đối với khách hàng này thì chúng ta sẽ nên cho họ tập những bài tập nào thì nó thích hợp. Dựa trên tình hình sức khỏe của họ, dựa trên thời gian của họ, dựa trên mọi thứ mình assessment, đánh giá của họ, mình sẽ đặt những câu hỏi này: bài tập nào phù hợp với họ, rồi bài tập nào thì không phù hợp với họ chẳng hạn. Cái nào phù hợp rồi cái nào thì không phù hợp, mình liệt kê ra. Rồi mấy cái mức intensity nào thì thích hợp với họ. Intense này các bạn có thể hiểu đó là cái độ khó khăn khi tập luyện, tức là có thể là mức tạ nhẹ hoặc nặng thì nó là intense. Hoặc là đối với những bạn tập cardio chẳng hạn, thì chạy marathon có thể hiểu là intense nó thấp, còn chạy 100 m chạy bùng bùng phát á, thì có thể hiểu là intense nó cao, tức là cái độ khó khăn của việc thực hiện bài tập đó là intensity. Rồi bao nhiêu bài tập thì phù hợp với người khách hàng này, rồi những bài tập đó thực hiện bao nhiêu set và bao nhiêu rep để người khách hàng này được tối ưu, rồi nên tập bao nhiêu ngày một tuần, theo các bạn nên tập bao nhiêu ngày một tuần. Ai có ý kiến không? Duyên tập bao nhiêu ngày một tuần? Duyên nhắc tập 7 ngày Theo một em tuần. thì nếu mà tập tập tạ này thì là có thể 2 đến 3 ngày một tuần, hoặc là 3 4 đến 5 5 Ok. đến 6, nói chung cái đấy là tùy mỗi cái người người ta sắp xếp thời gian đi ạ. Ok. Đúng rồi. Hạnh trả lời là 4 đến 5.
Nhưng mà lưu ý ở đây là mình đang nói tập luyện nói chung chứ không phải là chỉ tập luyện với tạ, tập luyện chung luôn, tất cả các tập luyện. Ví dụ mình tập tạ rồi trong tuần Sáu mình có ngày. định, hả, nghe 6 ngày, 6 ngày. Một 6 sáu ngày, ngày thôi. 6 Ngày ngày thôi nghỉ. à, Ngày đi mình đi ăn, đi à chơi. ok, ngày nghỉ đó đi ăn bù lại cho nguyên tuần xong rồi tập tiếp 6 ngày đúng không? À, tập 6 ngày à, mình bao gồm tất cả mọi thứ mình tập. Ví dụ mình tập tạ nè, mình đi chơi cầu lông rồi mình chạy bộ nè, rồi mình bơi, mình đá banh gì đó, đều gọi đều là hoạt động thể chất hết, thì nó đều ảnh hưởng qua lại với nhau ha, chứ không chỉ là đi tập tạ mới đếm còn mấy kia không có đếm. À, vậy chưa đúng, tại vì tất cả các hoạt động thể chất nó đều làm thay đổi cơ thể và nó đều tạo cái stress lên cái cơ thể mình. Rồi thì tùy mỗi người, tùy mức độ. Ví dụ mình tập intense thấp thấp thôi thì mình có thể tập nó nhiều hơn 5 buổi hoặc 6 buổi gì đó. Còn nếu mình tập intensity cao á thì mình chỉ cần có thể tập 3 hoặc 4 buổi cũng được. Hồi xưa tập theo kiểu thể hình á thì đa số mọi người sẽ kêu tập 6 buổi. 6 buổi một tuần, thậm chí có nhiều người tập 7 buổi luôn để cho được đi hết tất cả các nhóm cơ trên cơ thể. Thì đó cũng đúng, theo thể hình thì đó đúng cho họ. Còn đối với người tập luyện không về mục tiêu bơm cơ quá nhiều thì có thể áp dụng chương trình khác cũng được. Rồi, ở đây sau những câu hỏi đã đặt ra thì chúng ta sẽ thiết kế chương trình như thế nào? Đòi hỏi chúng ta thiết kế một chương trình phù hợp, an toàn. Vậy nếu không phù hợp, không an toàn thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể, ví dụ như gây mất cân bằng trầm trọng hơn, hoặc là chấn thương tiềm ẩn, hoặc là không đạt được kết quả mong muốn chẳng hạn vậy. Và cái cấu trúc theo OPT này á, họ sẽ dựa trên những kiến thức về khoa học về cơ thể người, giống như dựa trên các hệ năng lượng, các loại sợi cơ để họ viết lên một cái chương trình tập. Thì chương trình tập phù hợp nó sẽ cải thiện cái gì? Cải thiện được thể chất, physical, cải thiện được về mặt sinh lý, về mặt tâm lý, cũng như về mặt thích nghi của cơ thể. Ok, và cái chương trình tập á, có thể được gộp với nhau như nãy mình nói là có thể bao hàm nhiều yếu tố trong đó. Như mình học rồi thì mình cũng biết có rất là nhiều yếu tố tạo nên một cái level fitness, cardio, flexibility, balance, core, tất cả mọi thứ. Thì mình có thể chọn những cái mình thích, hoặc là mình thấy cái nào mình cần thì mình đưa vô vậy thôi, chứ không nhất thiết là cứ phải build cơ. Có người thích cardio nhiều hơn thì tập cardio, có người thích tập linh hoạt thì tập yoga thêm nhiều hơn chẳng hạn vậy. Rồi, vậy program design được hiểu như thế nào? Hiểu là việc tạo nên một chương trình có mục đích phù hợp để đạt được một cái mục tiêu cụ thể nào đó dựa theo khách hàng ha, và cung cấp cho cái người khách hàng đó hoặc cái người tập đó cái hướng đi, cái chỉ dẫn để có thể đạt được cái mục tiêu đó. Giống như sau khi mình làm kiểu mình có người ta đang cho mình một cái sườn, mình cứ dùng cái đó mình áp dụng cho khách hàng và có thể là áp dụng cho cơ thể mình nhiều lần mình sẽ quen, thì sau này khi mình gặp khách hàng khác mình có thể nói luôn cho họ biết khi họ tập theo đúng tiến độ như vậy sau 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng gì đó họ sẽ có thể đạt được cái level nào. Rồi thì những cái yếu tố này nó sẽ dựa vào những cái biến số tập luyện. Đầu tiên là what are the... Ok, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những cái này phía dưới. Acute variable, có thể nói lại đây là dịch ra là biến số cấp tính, nhưng ở đây mình hiểu là các biến số mình có thể thay đổi liên tục trong lúc mình thiết kế chương trình, như là set, rep, tempo, intensity. Rồi, chia theo OPT model như thế nào?
Thì như chúng ta đều biết nó có 5 phase và 3 level chính. Rồi mỗi một phase như này á, thì nó áp dụng cho từng trường hợp cụ thể nào. Rồi cách chọn bài tập phù hợp. Ở đây nhắc lại 5 phase. Ok. Rồi, nói về các biến số. Vậy có bạn nào nói cho mình nghe thử một rep được định nghĩa là như thế nào không? Một rep tập. Quý, một rep tập luyện là như thế nào? Một rep bicep curl. Là một lần thực hiện động tác. À, một lần thực hiện động tác. Ok. Một rep là một thực hiện động tác. À, vậy nên tập một rep hay nên tập nửa rep? Có nhiều bạn sẽ, ví dụ như có nhiều bạn mình thấy tập squat và nói là muốn vô mông nhiều á, nên tập có nửa rep squat thôi à. Hoặc là mấy bạn muốn tập tay to cái tập bicep curl có nửa rep thôi để cho nó bung nhiều hơn. Cái đó có ok không? Theo em thì ví dụ như là với squat thì cái việc mà mức độ xuống sâu ấy nó phụ thuộc vào kiểu cái khả năng xuống của mình ấy. Kiểu như là có những người người ta xuống được sâu thì người ta có thể xuống kiểu chạm cỏ. Còn đâu thì ví dụ như em thì thường em sẽ chỉ xuống khoảng song song thôi. Còn đâu là tập cho cái phần bắp tay thì em chỉ thực hiện nửa thôi. Ok. Đó là ý kiến của Ly. Rồi, một rep á thì người ta sẽ định nghĩa trong một rep nó có 3 phase chính. Mấy bạn còn nhớ về concentric, isometric với eccentric không? Đây, ba chữ này. Ai còn nhớ nhắc giùm mình. Ba này là cái gì? Duyên nhớ không Duyên? Một rep thì sẽ có ba cái chuyển động này. Trong một rep tập Không, gì không nhớ. Chuyên không nhớ, hay lắm. Good job. Rồi, note lại nè. Duỗi, giữ và co. À, duỗi, giữ và co. Ok đó. Rồi, một rep tập là một cái chuyển động hoàn chỉnh. À, và trong đó nó bao gồm ba cái hoạt động cơ bắp. Trong cái bài sợi cơ có nói là hoạt động sợi cơ duỗi ra. Duỗi ra là eccentric nè. Eccentric là duỗi cơ nè. Rồi, isometric là giữ giữ cái trạng thái cơ đó. Ví dụ mình tập bicep cơ co lên xong giữ ở đó 1 giây thì là isometric. Hoặc là có thể là các bạn tập yoga chẳng hạn, giữ một ở một cái pose nào đó thì đó là đang tập isometric. Nó vẫn có áp lực. Nhưng mà cơ, cái sợi cơ, độ dài sợi cơ không thay đổi thì gọi là isometric. Và co cơ thì là concentric, concentric ha. Cứ nhớ co thì đây nó có chữ sẵn chữ co nè, chữ co nè, concentric cho dễ nhớ. Concentric, iso, cái gì mà có iso là đứng yên. Iso đang ám chỉ việc đứng yên ha. Rồi. Nhưng đôi khi nó sẽ trong cái tempo, chút nữa mình học về tempo, có những cái trong một cái chuyển động nó sẽ bỏ qua một trong ba cái yếu tố này để cho đường động tác nó nhanh hơn, nó bùng nổ hơn. Đó. Rồi, ở đây số lượng rep. Số lượng rep. Việc tập luyện nó sẽ tất cả các về rep, về set đó, nó sẽ giúp chúng ta tăng thời gian chịu áp lực của cơ, time tension. Vậy bạn nào có thể nói về một set, định nghĩa về một set không? Một set là tổng hợp của nhiều rep. Ok, một set là tổng hợp của nhiều rep. Vậy nhỏ xíu. Cái việc áp dụng số rep này nó khác nhau cái gì? Ví dụ như nó có nói về thời gian tempo, thời gian thực hiện những cái rep này. Có ai thực hiện bài squat
mà lúc mình xuống thì mình xuống khoảng 3 hoặc 4 giây, xong sau đó mình giữ ở dưới điểm isometric cũng khoảng 2 hoặc 3 giây gì đó, xong mình mới thực hiện concentric. Giống như squat. Có anh ơi. Ví dụ hip thrust đúng không anh? Hip thrust thường người ta hô đó để kiểu gì cho cái người ta cảm nhận được nhiều hơn anh. Kiểu là giữ áp lực nó nhiều hơn á. Thường hip thrust có. Ok, thì cái việc mà giữ lại á, nó sẽ liên quan đến kích hoạt motor unit nhiều, kích hoạt motor unit nhiều nên sẽ áp dụng cho những cái bài mà khối lượng lớn nhiều, ví dụ squat, deadlift, bench press hoặc là shoulder press hoặc là hip squat cũng được. Ở đây người ta có đưa một ví dụ trong bài squat, thì ở đây người ta gọi là cụm từ là pace, 4 giây, 2 giây giữ, 1 giây xuống, 1 giây lên. 2 giây giữ, 1 xuống, 1 lên. No, không phải, nhầm. Ở đây người ta đang nói về thời gian trong một cái rep thôi, trong một rep thôi chứ không có so sánh đây. 4 giây thực hiện xuống, xong rồi 2 giây giữ và 1 giây lên, thì tổng cộng mình thực hiện được 7 giây trong vòng một cái repetition này. 7 giây một repetition. Vậy tính ra nếu tập 10 rep thì một set đó mình tập khoảng 1 phút. Ok. Rồi. Và số rep này, số set mình sẽ dựa trên cái mục tiêu của người thực hiện. Và cách chọn số rep ảnh hưởng như thế nào? Ở đây hôm trước mình có đưa một số ví dụ á, thì ở đây tùy những cái mức rep khác nhau nó sẽ đưa ra những kết quả khác nhau. Ví dụ như tập luyện mà để tăng sức bền hoặc là độ ổn định của sợi cơ. Ở đây ha, sức bền là sức bền của sợi cơ, còn ổn định cũng là ổn định của cơ và khớp, những cái mô mềm. Mình sẽ thực hiện 12 cho đến 20 rep. Rồi, nói cái này lại, viết sao cho dễ nhớ thôi. Muscle Endurance Stabilization 12 đến 20. Và mức tạ để thực hiện, mức khối lượng thực hiện cho cái kiểu này á là 50 đến 70%. Rồi. Tiếp theo là hypertrophy. Hypertrophy là tăng kích thước cơ. Thì số rep sẽ dao động từ 6 đến 12. Được chưa? 6 đến 12. Và nó sẽ giữ cái mức intent khoảng 75 đến 85%. Rồi, còn maximal strength thì sẽ thực hiện 1 đến 5 rep và mức tạ khoảng 85 đến 100%. Rồi. Mấy bạn có nhận xét gì về mấy cái mức rep này không? Xí nha, 50-70% của cái gì vậy? Của one rep max. À, quên nói đây, một cái này gọi là one rep max. One repetition maximum. Ví dụ Duyên có thể squat mức tạ 50 kg là maximum của Duyên. Thì Duyên lấy 50 kg đó nhân cho 50% thì là ra là 25 kg. Đúng không? 25 kg đó thì nó sẽ đáp ứng được ở trong cái ngưỡng rep này, trong ngưỡng rep 12 đến 20. Hoặc là khách hàng của mình cũng vậy. Họ có thể squat được tối đa 50 kg, được cái một, xong họ hết sức. Rồi mình nói lại. Rồi bữa hôm sau, tại vì quá trình tập là quá trình tăng giảm ha, chứ không phải là tăng hoài. Thì đến những lúc mình sẽ cho họ tập những cái bài về endurance hoặc stabilization. Mình tính ra mức tạ của họ là 50%. Rồi bữa nay tập 50%. Thì kêu anh chị thực hiện cho em bài squat và giữ. Chẳng hạn squat xuống giữ lại 2 giây, 12 cái hoặc là 20 cái. Tùy, tùy mỗi người. Tùy cái đối tượng đó. Và cái số phần trăm này là dựa trên qua rep max, được chưa? Đó thì thí dụ mình đã tính rồi, mình đã biết rõ là như vậy mới là đúng, mà bữa đó khách hàng làm được có 10 cái à, không làm nữa, nó mệt quá hoặc là nói đau gì đó quá, thì một là họ đau thiệt thì phải hỏi coi họ có bị stress, có bị vấn đề gì hay không. Còn hai á, là họ làm biếng, mình phải thúc họ tiếp. Ok, tại vì mình đã tính theo số liệu hết rồi. Đây là một cách để mình theo dõi khách hàng. Rồi, hypertrophy tăng mức tạ.
Thì mình thấy nhiều bạn tập theo kiểu thể hình á, lúc mà nhất là lúc cutting á, họ tập tới 15 20 rep. Thì thật ra mức tạ này, mức mức 15 20 rep này nó lại hơi vô nghĩa. Tại vì nó đã khi bạn thực hiện trên 12 rep này á, thì cái mức intent á, cái mức nặng á, nó lại không đáp ứng đủ. Có thể hình dung là mình càng làm được nhiều rep thì mức tạ nó phải nhẹ, được không? Mà mức tạ nhẹ quá nó không đủ trigger, nó không đủ kích thích cho cái cơ thể thích nghi với mức tạ đó. Nó sẽ không có một cái gì đó để nó yêu cầu cơ thể, à mức tạ này nặng quá phát triển cơ thêm đi, mà nó chỉ ở mức độ giữ hoặc là giảm cơ thôi đó. Thì nên luôn nhớ khoảng này 6 đến 12 là dành cho người muốn tăng cơ. Thí dụ mấy bạn muốn mông to thì thật ra không cần tập nhiều, tập cái ngưỡng này thôi, chọn bài tập đúng cái ngưỡng này, chọn mức tạ phù hợp, tập đúng 12 cái hết tập nổi, hoặc là tăng thêm để giảm xuống còn tập 6 hoặc 8 cái chẳng hạn. Ví dụ squat thực hiện 6 đến 12 hoặc 6 đến 10 thôi, 6 đến 8 thôi cũng được, để mình tạ cải thiện toàn bộ sức mạnh. Rồi những cái bài khác thì mình chỉ giữ ở trong ngưỡng 12 rep là tối đa đó, thì nó mới phát triển về cái kích thước. Vậy tại vì cái ngưỡng này là đang phát triển về hypertrophy đó, hypertrophy thì nó sẽ tăng kích thước. Nên những cái bài mà bởi mình mới nói tại sao không tập dây band, những cái bài mà đá mông chẳng hạn, đeo dây vô đá 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 15 20 cái, tại vì lúc này như là mình nói là nó vô nghĩa. Thay vì ngồi đeo dây band vô rồi gói đá như vậy 20 cái với hy vọng là mông to, thì tại sao mình không vô squat, đúng không? Thì nó mới có cái để nó trigger cho cơ thể được, nó mới kích thích cơ thể thích nghi đáp ứng với mức tạ được đó. Còn cái việc mình tập khối lượng số rep nhiều thì có thể là nó sẽ giữ được cái hiện trạng cơ như vậy. Rồi còn đối với mức maximal strength này, mấy người tập powerlift hoặc là mình hay tập, thì mình sẽ tập khoảng 1 đến 5 rep, 1 đến 5 rep. Tại sao 1 đến 5 rep này, một mức 85 đến 100% này á, nên nhớ là cái phần maximal strength và power này á, nó liên quan nhiều đến, nhớ cái bài trước không, liên quan nhiều đến cái motor unit là hệ thần kinh. Nên kích hoạt hệ thần kinh á, mình không giữ lâu được, mình chỉ có thể giữ trong khoảng như đây khoảng chừng 20-30 giây thôi. Rồi thì người ta khuyến cáo gì, người ta khuyến cáo ở những người mà mới tập á, thì sẽ nên thực hiện mức số rep cao. À vậy quay ngược lên đây, tại sao endurance với lại stabilization này nè tập số rep cao như vậy, 12 đến 20, lý do tại sao tập số rep cao vậy? Để hình thành cái liên kết thần kinh nha. Đúng rồi, ok đó. Ví dụ muscle muscular endurance là sức bền của cơ bắp, là sức chịu đựng cơ bắp trong thời gian kéo dài, thì phải đưa cái số rep cao lên. Và thứ hai là đối với cái phase mà stabilization đó, họ đang thích nghi và hình thành liên kết thần kinh cũng như chuyển động và mô mềm của họ mọi thứ, nên họ sẽ thực hiện số rep cao để cho họ nhớ động tác và cho cơ thể họ nhớ được động tác, cái chuyển động đó đó. Ở đây nói nè, người mới tập thì thực hiện số rep cao để làm cái gì, để xây dựng những cái mô liên kết cho nó thích hợp là gân dây chằng á, rồi sự ổn định của cơ bắp cũng như sức chịu tải, sức chịu đựng kéo dài. Tuy nhiên gì đây, tuy nhiên những cái sai lầm phổ biến mà hầu hết những người tập luyện gọi là mức độ cao hơn advanced à, là họ không đưa được cái mức tạ phù hợp. Tức là tập một thời gian dài, tập được một thời gian với lại cái số rep cao rồi, thì chúng ta phải giảm xuống số rep thấp. Mà giảm số rep thấp tức có nghĩa gì, là mức tạ phải tăng lên để cho cơ thể thích nghi tiếp đến một mức mới. À đó là lý do tại sao chúng ta không giữ một cái program mà chúng ta tập hoài, giống như là ngày nào cũng mới đầu mình tập 10 lại 12 20 đúng không, xong tiếp đó một tháng sau mình cũng tập 12 20
thì lúc này cái việc tập 12 20 rep này á, nó lại không mang ý nghĩa gì về cái sự phát triển cho cơ thể nữa, mà lúc này phải tăng mức tạ lên. Mà ta để tăng mức tạ lên được thì không thể nào vừa tăng mức tạ mà giữ nguyên số rep đó được, thì mình phải hạ cái số rep xuống. Hạ số rep xuống xong rồi mới tăng được mức tạ, thì để kích hoạt cơ thể thích nghi tiếp đối với cái kích thích mới, và nó sẽ thay đổi liên tục nên mình nói nó mới lên xuống chứ nó không có lên hoài hoặc là xuống hoài. Rồi tiếp theo là set. Set cũng tương tự như vậy. Hồi nãy mình cũng có nhắc qua về set. Thì set ở đây họ cũng chia theo bốn cái mức độ như hồi nãy ở phần rep ha. Thì đối với số set á, người tập endurance hoặc là stabilization á nên thực hiện từ 1 đến 3 set. Rồi, những thông số còn lại về rep và intent thì giống nhau ha. 1 đến 3 set. Có thể mấy bạn note lại vào cái chỗ hồi nãy 1 đến 3 set. Hypertrophy thì thực hiện 3 đến 5. Maximal strength thực hiện 4 đến 6 set. Còn power là 3 đến 6 set. Rồi, hôm trước trong group của mình có bạn kia nói bạn bicep curl 10 x 10. Đó là xong. Thì mình mới nói là nó hơi không phù hợp, nó bị dư. Thay vì chúng ta thích cái cơ đó, cái chúng ta cứ muốn tập nó pump lên cho nó nhìn nó kích thích chẳng hạn vậy, nhưng mà nó lại không mang về cái lợi ích tăng cơ thật sự, mà nó chỉ là pump ngay lúc đó xong nó lại xẹp xuống. Thì các bạn có thể làm bằng cách superset, dropset hoặc là cứ tập 10 x 10 như vậy cũng được, nhưng mà thay vì như vậy chúng ta tiết kiệm thời gian, chúng ta tập 3 đến 5 set thôi. Hypertrophy nè, đối với nhóm cơ nào mình muốn to, ví dụ bắp tay, ngực hay là mông gì đó, 3 đến 5 set thôi. Và số rep ngưỡng này 10 rep ok, không vấn đề. Nhưng thực hiện làm sao 10 rep và số set này 3 đến 5 set, cơ nó phải đến ngưỡng nó mệt. Đến ngưỡng nó mệt. Vậy có thể tưởng tượng nếu bạn tập 10 nhân 10 thì trong vòng 3 đến 5 set đầu tiên á, của mức tạ 10 nhân 10 á, bạn sẽ không mệt, mà là đến mức tạ của set gần thứ 7, thứ 8 hoặc là thứ 10 gì đó, cái tay nó mới mệt. Mà nó mệt ở đây là do kéo dài quá mức nó mới mệt, chứ không phải là do mức tạ đủ nặng mà nó mệt. Cơ bắp để phát triển được cần mức tạ đủ kích thích. Luôn nhớ cái đó ha. Luôn nhớ là để kích thích cơ thể á, mình phải áp mức tạ lên, chứ mình không có việc phải tăng rep lên. Nếu tăng rep nhiều quá nó thành cardio rồi. Ok. Còn nếu muốn cardio thì đi ra tập cardio. Đó. Chứ tự nhiên cầm cục tạ tập cardio làm gì? Rồi. Rồi tiếp theo, sau khi rep set chúng ta sẽ học qua cái intensity. Intensity hồi nãy có giải thích là về mức độ nặng và mức khó. Rồi. Intensity này thì hồi nãy nó cũng có ghi ở phía trên phần kia. Muscle endurance stabilization 50-70%. Rồi hypertrophy 75-85%. Ở đây NSM họ dùng one rep max. One rep max là một rep tối đa. Và chúng ta còn những thước đo khác, ví dụ như RPE chẳng hạn. Hôm trước mình cũng có nói qua RPE là khả năng chịu tải, khả năng đây ví dụ vậy đó, thang điểm. Thì các bạn phải hiểu là ở mức số 7, số 8 điểm này á, là mức độ khó cũng khá là cao rồi, thì chúng ta không thể nào thực hiện ở cái bài mà mức mức một cam này ở ngưỡng mà 12 rep được, hoặc là 10 rep nó cũng không hợp lý lắm. Mà ở mức 70, 80 này á, chúng ta nên thực hiện khoảng chừng 6 hoặc là 5 đến 8 thôi thì nó sẽ phù hợp ha. Và ví dụ như mức 9 10 chẳng hạn, 9 10 này thì thật là giống như gần sát cái ngưỡng one rep max rồi đó. One rep max của họ thì lúc này chúng ta sẽ tập có thể là khoảng 1 đến 3 rep thôi, nhưng mà lúc này chúng ta sẽ đẩy số set cao lên. Nói về số set, số set và số rep á, nó sẽ đi ngược với nhau. Nhớ nha, note lại cái chỗ này. Số set và số rep sẽ đi ngược với nhau.
Giống như một cái lên thì một cái sẽ phải xuống. Số rep càng cao thì số set thấp xuống. Và ngược lại, số set cao lên thì số rep giảm. Tại sao khi thực hiện cái bài tập với số set cao, tại sao phải làm nhiều set như vậy? Giống như là một bài đó, một bài squat mà chúng ta phải tập tới 8 set, 10 set làm gì? Bạn nào có ý kiến không? Tại sao chúng ta phải tập 10 set, 8 set cho một bài tập? Ví dụ như squat, deadlift, những bài nặng, thường là những bài nặng. Có ai có ý kiến không? Rồi, giải hết luôn ha. Số set cao như vậy á, tại vì hồi nãy mình có nói là maximal strength và power á, nó liên quan đến hệ thần kinh. À, thì cái việc mình lặp đi lặp lại nhiều set như vậy á, là để cho hệ thần kinh của mình quen với cái mức tạ mới, quen với cái mức mức khối lượng lớn. Ừ. Nếu như chúng ta tập bình thường ha, hồi đó mình tập bình thường á, theo kiểu body á, mình vô mình tập từ nhẹ đến nặng, xong đến lúc nặng á, mình tập có một set, ví dụ mình set cuối cùng mình đú quá rồi, đẩy ba cái xong dừng nghỉ, thì lúc này cơ thể nó mới chỉ vừa nhận ra được cái kích thích mới thôi. Nhưng để nó làm chủ được cái kích thích đó và nó kích hoạt đủ cái motor unit cũng như là đồng bộ hóa tất cả motor unit cùng với nhau á, nó cần thêm thời gian và cần cái sự lặp đi lặp lại nhiều lên. Thì đây là lý do tại sao những người mà tập, ví dụ bữa nay test thực hiện mức 80%, 85%, thì họ sẽ phải đẩy số reset cao lên, hoặc 90% chẳng hạn. Lúc này chỉ cần squat hoặc deadlift 1 đến 3 cái, nhưng phải thực hiện số reset khoảng 8 hoặc 10 hoặc là 6, 7 gì đó, tùy theo sức mỗi người. Rồi, tức là cái số set cao như vậy là để cho hệ thần kinh thích ứng với nó. Ở đây thường mấy bạn nam tập tạ sẽ có một thời gian họ sẽ bị chững tạ, tức là không lên được nữa, nó chỉ giữ đó hoặc là xuống thôi, là do hệ thần kinh mình không có làm quen được với mức tạ mới. Tại vì lúc nào mình vô mình cũng tập 8-12, 8-12, 8-12 riết, nên nó quen mức đó rồi. Mà mình muốn đột phá lên một mức tạ mới, mình bắt buộc mình phải thay đổi. Mình phải thay đổi bằng cái việc kích thích hệ thần kinh, tăng motor unit lên. Dần xong mình mới giảm cái intent lại, rồi mình tăng số rep lên. Đó. Khúc này có hiểu không mấy bạn? Có thắc mắc gì khúc này không? Nhưng ok không? Ok. Good. Ok. Rồi. Đó là về intense, rep và set. Rồi, tiếp theo là tempo. Repetition tempo. Tempo là tốc độ thực hiện một cái động tác. Thường ở đây đang ám chỉ là eccentric. Không, tất cả luôn, eccentric, concentric và isometric luôn. Anh ơi, cho em hỏi cái này được không ạ? Ừ, nói đi em. Với những người mà họ giảm béo ấy ạ, thì là cái kiểu luyện tập của họ ấy, thì là mình nên tập cho họ như thế nào? Em nghĩ là họ béo như vậy ấy, thì mình cũng nên tránh cái kiểu tập hypertrophy ra ấy ạ. Kiểu như là sau họ lại nhìn họ lại càng to ra ấy ạ. Đúng rồi. Thì anh có thể cho em gợi ý là họ phù hợp với kiểu tập nào hơn không ạ?